Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Bùi Anh FT. Hôm nay Bùi Anh FT muốn chia sẻ đến cho các bạn một món quà cực kỳ là tuyệt vời mà Bùi Anh được đón nhận trong cuộc sống, đó chính là cuốn số học ứng dụng. Đã bao giờ một lần trong cuộc đời bạn tự hỏi vì sao bạn có mặt trên cuộc đời này? Bạn là ai? Và bạn đến đây vì lý do gì hay không? Có bao giờ bất chợt nhìn lên bầu trời đêm và bạn thấy như mình thuộc về một nơi nào đó xa xôi ngoài kia không? Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng hạnh phúc nhất của đời người là khi chúng ta biết được sứ mệnh của chúng ta là gì, chúng ta là ai. Nhưng hầu hết chúng ta sinh ra và lớn lên, đa số đều cuốn theo cuộc sống cơm áo gạo tiền. Và cách đây 3 năm, khi tôi là một công nhân xây dựng, nhiều khi tôi tự hỏi mình, vậy có phải sứ mệnh của tôi là một công nhân giỏi? Cho đến khi tôi đứng trước bầu trời đêm, tôi phát hiện ra có cái gì đó ngoài kia luôn luôn kết nối với tôi. Đó là lúc tôi dừng lại tất cả. Đó là lúc tôi quyết định thay đổi. Nhưng tôi vô định và tôi không có phương hướng. Cho đến khi COVID đến với thế giới này, đó cũng chính là lúc điều tuyệt vời cũng đến với tôi. Đó là lúc tôi nhận được cuốn Happy Life, số học ứng dụng. Số học ứng dụng đã cho tôi biết được bức tranh về cuộc đời mình, cho tôi hiểu được sứ mệnh của tôi là gì và tôi cần đồng hành cùng những ai, và tôi phải làm những gì. Và sau bao biến cố, sau bao vấp ngã, giờ đây tôi biết mình đang đi đúng hướng. Tôi biết mình đang làm đúng việc. Từ khi có cuốn Happy Life, tôi biết được rằng tôi sinh ra được giao phó một sứ mệnh là kết nối với thật nhiều con người và nói cho họ về sứ mệnh của họ, nói cho họ về những kết nối ở sâu bên trong, nói cho họ về một thế giới quan hoàn toàn khác, đó chính là khoa học tâm linh. Hãy sở hữu cho mình một cuốn số học ứng dụng. Nó chính là bản đồ sứ mệnh của mỗi con người. Và hãy kết nối với tôi để có thể kết nối được với nguồn sức mạnh to lớn hơn và kỳ diệu. Tiếng nói từ thời không ngoài kia, đó chính là nơi mà bạn có những câu trả lời bị che giấu.